Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA, công bố tiền đạo Erling Haaland đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa năm 2022 đến năm 2023. Anh giành chiến thắng trước Messi và đồng đội De Bruyne. Đây là kết quả gây nhiều bất ngờ, vì trước đó nhiều người dự đoán Messi sẽ đoạt giải nhờ thành tích vô địch World Cup 2022. Tuy nhiên, Erling Haaland với cú ăn 3 lịch sử cùng câu lạc bộ Manchester City và sở hữu kỷ lục ghi 52 bàn, đoạt giải vua phá lưới Champions League rất xứng đáng được vinh danh. UEFA công bố Haaland giành chiến thắng trước Messi, xếp nhì, còn De Bruyne về thứ ba trong cuộc bầu chọn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa năm 2022 đến năm 2023. Mùa trước, Haaland và De Bruyne góp công lớn suốt quá trình thi đấu, giúp câu lạc bộ Manchester City đoạt cúp ăn 3 lịch sử khi vô địch Champions League, vô địch giải ngoại hạng Anh và cúp FA. Haaland sở hữu kỷ lục ghi bàn đáng nể, ghi 52 bàn trong tổng cộng 53 trận, đoạt danh hiệu vua phá lưới Champions League với 12 bàn. Còn De Bruyne là vua kiến tạo tại Champions League với 7 cơ hội thành bàn, tổng cộng các giải đấu là 31 cơ hội và còn ghi 10 bàn. Nhưng cả hai không thành công ở đấu trường đội tuyển. Trong đó, Haaland cùng đội tuyển Na Uy không vượt qua vòng loại World Cup 2022, còn De Bruyne và đội tuyển Bỉ bị loại ngay vòng bảng. Ở đấu trường này, Messi chiếm ưu thế khi cùng đội tuyển Argentina vô địch, đoạt quả bóng vàng World Cup. Nhưng danh thủ người Argentina chỉ vô địch giải League 1 cùng PSG, sớm bị loại ngay vòng 16 đội ở Champions League. Messi hiện đã đến thi đấu cho câu lạc bộ Inter Miami tại giải MLS, Mỹ. Huấn luyện viên Pep Guardiola của Manchester City đoạt danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất. Danh hiệu cầu thủ nữ xuất sắc thuộc về Aitana Bonmatí của Barcelona.